Có vẻ ý của con là con muốn cắt một mái tóc như thế này, sau đó thì con muốn đi gửi tặng để làm mái tóc như này, để cho cái chiến binh đội đầu như này đúng không? Bé là bị từ bé hả chị? Bé sau bẩm sinh mà. À. Ngày xưa các cụ nói một câu là người bị tổn thương lại muốn chữa lành tổn thương cho người khác đúng không? Chung là hai vợ chồng chị có hai đứa con thì nó cũng không được may mắn như tất cả so với nhiều người. Bé đầu thì chị là cầm đếp bẩm sinh, còn bé thứ hai thì chị là chị cho cháu đi hiến tóc không về lại phải cho cháu đi phẫu thuật chỉnh hình ấy. Hôm nay con cắt hiến xong thì em sẽ giúp con gửi cái mái tóc này để làm lên mái tóc kia. Vâng. Tóc của con còn lại thì em xin phép chị là cho em xin phép tặng con. Vâng. Làm một kiểu tóc nào đấy mà con thích được không? Vâng ạ. Nhưng mà em sẽ làm kiểu nào đấy cho con mà nó thật dễ chăm. Vâng. Trẻ hơn là được. Hôm nay là em muốn là nhờ chính tay của mẹ đi cắt cho con. Em mong là em với chị cũng cắt một bên sẽ truyền năng lượng tích cực cho con. Mong là sau lần cắt tóc này biết đâu điều kỳ diệu đến với con nhé chị nhé. Cảm ơn.